Bến Tre, chợ nổi trên sông độc nhất vô nhị chỉ bán các sản phẩm từ cây dừa. Chợ nổi hoạt động cả ngày lẫn đêm nhưng không hề có rác thải. Thương lái chỉ buôn bán mỗi dừa, mùi vị thơm nức mũi. Khách đến đây là phải nếm đặc sản ngay. Sông Thơm chỉ dài chừng 15 km, được đào vào đầu thế kỷ thứ 20 để kết nối hai nhánh sông lớn của sông Tiền là sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên. Sông chảy vắt ngang gừng dừa Cù Lao Minh, Bến Tre nên từ khi hình thành đã trở thành nơi buôn bán dừa tấp nập. Sau khi đất nước thống nhất, ghe thuyền chở dừa từ các nơi về đây buôn bán ngày một nhiều, hình thành nên chợ nổi ngay trên sông. Có chợ hai bên bờ sông thuộc xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam và xã Khánh Thành Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đã trở thành trung tâm chế biến dừa lớn nhất cả nước. Hàng trăm nhà xưởng nối nhau mọc theo bờ sông dài hàng cây số như đánh chỉ, kéo sợi, làm kẹo dừa, làm mứt dừa, sữa dừa, than đủ loại. Chợ dừa Sông Thơm đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Không ít người bỏ vốn buôn dừa hay mở xưởng chế biến dừa đã thành triệu phú. Tùy theo sức khỏe, bất kỳ ai đến chợ cũng có việc để làm. Những người khỏe thì bốc vác, lột vỏ dừa, mỗi ngày kiếm hơn 500.000 đồng, có người còn được hơn 1 triệu đồng một ngày. Những phụ nữ già cả, sức yếu thì đi phơi, gom sơ dừa mỗi ngày cũng kiếm được 200.000 đồng. Người lao động có thể quay chỉ sơ dừa, gọt cơm dừa. Bà Nguyễn Thị Thơm, 60 tuổi, là một trong những chủ hàng lớn nhất ở khu chợ với 3 vựa thu gom dừa sử dụng hơn 200 lao động. Theo bà, hai bên sông Thơm là khu chợ nổi độc nhất miền Tây, với hàng trăm gian hàng chỉ bán mỗi dừa từ khắp các tỉnh được thương lái tập trung về đây để bán cho các cơ sở chế biến ven sông. Bà cho biết, dừa từ khắp nơi, từ Kiên Giang, Cà Mau cho đến Long An đều đổ về đây. Dừa mỗi tỉnh lại có đặc điểm riêng nên phù hợp với từng vựa có giá nhất định. Ví dụ như dừa Bến Tre thì chất lượng nhưng tỷ lệ cơm thấp. Dừa Trà Vinh thì trái to, cơm nhiều nhưng lại ít béo ngậy. Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, không chỉ buôn bán, chế biến dừa, chợ nổi trên sông Thơm đã thành một tài nguyên du lịch đặc hữu, không đụng hàng với bất kỳ nơi nào khác. Hiện có nhiều doanh nghiệp du lịch đang khai thác tuyến tham quan chợ nổi sông Thơm với hành trình khoảng 3 km đi thuyền trên sông. Một lãnh đạo sở cho biết, mỗi ngày có hàng trăm chiếc ghe nườm nượp từ trong và ngoài tỉnh về đây để mua bán dừa. Du khách sẽ có dịp tận mắt nhìn thấy những người thợ làm việc liên tục từ sáng sớm tinh mơ cho đến chiều tối với các công việc quen thuộc như lột vỏ dừa, cạy cơm dừa, tách và phơi chỉ sơ dừa. Chợ hợp theo con nước lên thì tập trung đông, con nước rút thì tản ra. Nhưng ngày hay đêm đều có người buôn bán. Người làm thì tại chỗ cũng có, người từ tỉnh khác, thậm chí là từ miền Bắc vào đây làm cũng nhiều. Một chủ vựa cho biết, do tất cả mọi thứ từ cây dừa đều bán được tiền nên dù chợ hoạt động nhộn nhịp nhưng gần như là không có rác thải, không hề ô nhiễm. Ngày trước, ngoại trừ cơm và nước dừa thì những thứ còn lại là phế phẩm. Tuy nhiên, ngày nay, sơ dừa được kéo thành sợi rồi dệt thành thảm xuất đi Hàn Quốc, Trung Quốc hay nhiều nước khác đang là mặt hàng hot. Ông Nguyễn Văn Sơn, giám đốc điều hành công ty du lịch Hàm Luông cho biết, khách tham quan chợ nổi dừa Sông Thơm đều là khách nước ngoài. Vì vậy mà hơn một năm nay, các doanh nghiệp đang tạm dừng khai thác tuyến này. Thời gian trước đây, chợ nổi dừa rất được du khách yêu thích và đánh giá cao. Các doanh nghiệp đã khảo sát kỹ và mới mở tuyến. Sản phẩm du lịch ở chợ nổi dừa là đặc hữu và ngày càng đa dạng, tiềm năng rất là lớn nhưng vẫn chưa được khai thác hết. Hiện, nhu cầu thị trường vẫn còn cao, chỉ cần đi lại quốc tế bình thường trở lại, khách du lịch đến chợ dừa sẽ tấp nập, ông Sơn cho biết. Một chủ cơ sở chế biến dừa kết hợp với du lịch cho biết, do chỉ bán mỗi dừa, chợ không có rác chai nhựa, túi ni lông nên sông luôn sạch sẽ. Du khách rất thích mùi thơm béo đặc trưng từ các cơ sở chế biến dừa ven sông. Theo gió khiến du khách háo hức và thưởng thức đặc sản, ai cũng muốn được tận mắt cảnh mùi thơm béo đặc trưng từ các cơ sở chế biến dừa ven sông theo gió khiến du khách đều háo hức thưởng thức đặc sản. Ai cũng muốn được thấy cảnh làm mứt dừa, kẹo dừa rồi nếm thử và mua quà mang về.